thở và cười, mỗi giây thở và cười, mỗi phút thở và cười, ta có nụ cười vui. Sáng dậy thở và cười, chưa đến thở và cười, tối về thở và cười, ta có một ngày vui. Ta sẽ thấy an lành ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có tràn đầy bông hoa nở trên môi. Ta sẽ thấy nhiệm màu ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có an lành ngay trong trái tim ta. Sáng dậy nghĩ điều lành, chưa nên nghĩ điều lành, tối về mộng điều lành, ta có một đời vui. Sáng dậy làm điều lành, chưa đến làm điều lành, tối về mộng điều lành, ta có chuỗi ngày vui. Ta sẽ thấy nhịp bàn ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái. Ta sẽ thấy an lành ngay giữa
cười bông hoa nở trên môi. Ta sẽ thấy nhìn màu ngày xưa cuộc đời này, ta sẽ có an lành ngay trong trái tim ta. Sáng dậy nghĩ điều lành, chưa đến nghĩ điều lành, tôi về mộng điều lành, ta có một đời vui. Sáng dậy làm điều lành, chưa đến làm điều lành, tôi về mộng điều lành, ta có chuỗi ngày. Có hòa bình ngay trong trái tim ta, ta sẽ thấy an lành ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta. Thỉnh thầy cùng toàn thể đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng thỉnh thầy an tọa, mời toàn thể đạo tràng đồng ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các vị hành giả trong khóa tu, trước khi chia sẻ pháp hội với các vị hôm nay, thì kính nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị một ngày tu thật sự an lạc. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, sáng giờ có an lạc không? Có thiệt không? Dạ. Xin thưa các vị, rất mong mỏi điều này là sự thật. Thật ra mà nói thì hồi sáng giờ cũng để ý thấy sự tu học của các vị như vậy, thì ban tổ chức cũng rất là mừng. Và mừng nhất là mong mỏi rằng các vị có một ngày tu thật sự an lạc, thật sự đem lại lợi ích. Những hạnh phúc trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta đừng nghĩ gì nó vĩ đại quá. Đôi khi chúng ta có tất cả mà không bao giờ được hạnh phúc. Đôi khi hạnh phúc là những cái gì rất đơn sơ. Ngày xưa một câu nói, tuy rằng nó không thực lắm nhưng mà nó cũng có ý đó. Một túp liều tranh hai quả tim vàng. Có nghĩa là có những khi cuộc sống rất đơn sơ nhưng mà người ta sống rất hạnh phúc. Cái đây là ta muốn nói cái đó. Không có nghĩa là đầy đủ tiện nghi mới có hạnh phúc, hay là không phải tất cả mọi thứ đều được hài lòng là hạnh phúc. Có những vị vua trên cuộc đời không thiếu bất cứ cái gì nhưng mà người ta không có hạnh phúc được. Tôi nhớ một câu chuyện rất đơn giản như thế này, đó là có một vị quân vương nọ. Ông có đầy đủ tất cả mọi thứ trên cuộc đời nhưng mà ông không có cảm giác được an lạc hạnh phúc gì cả. Cho nên một hôm ông mới trình bày cái nỗi khổ của ông với những cái người quần thần rằng, nói là: này các khanh, trẫm không thiếu bất cứ một thứ gì trên cuộc đời nhưng mà tại sao cảm giác của trẫm cứ cảm thấy lo lắng, sợ hãi, buồn tủi hay là cái gì không biết, nó tự làm cho trẫm không cảm thấy thoải mái, an lạc, hạnh phúc được. Bây giờ trong tất cả các khanh, ai mà có thể làm cho trẫm cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, an lạc được thì trẫm sẽ ban thưởng cho tất cả các khanh. Thì lời của vua phán ra thì được các cái vị đại thần bày ra đủ cách để làm cho vua vui cả. Có người thì bày ra yến tiệc linh đình, mọi thứ
sơn hào hải vị, cái gì mà cao quý nhất, từ rừng núi cho đến biển đông, tất cả mọi thứ. Nhưng mà vua cũng không cảm thấy hạnh phúc và vui được khi những điều này. Rồi lại có những người bày ra tất cả các cái loại ca hát, ca kịch vũ, điệu này kia kia nọ, những phụ nữ đẹp đẽ đều biểu diễn tất cả mọi thứ, mọi tiết mục như vậy. Nhưng mà vua cũng không cảm thấy vui và hạnh phúc được. Rồi tất cả các triều thần đều bày ra đủ cách hết, mà cuối cùng bây giờ không có cách nào để vua vui hết trơn á. Thì có một vị đại thần này, ông nói là bây giờ chỉ còn một điều duy nhất. Điều duy nhất đó là hãy tìm được một y phục của một kẻ nào đó mà hạnh phúc nhất trên cuộc đời, để vua mặc vào thì lúc đó vua sẽ được hạnh phúc. Thì cái kế này được hiến ra thì vua chuẩn tấu ngay. Và bắt đầu vua cho các cận thần, ngự lâm quân, tất cả các mật vụ đặc sứ gì của vua đó, cho đi rải hết khắp cả các nơi, nghe ngóng tình hình để xem nơi nào có những kẻ nào nói là tôi là người hạnh phúc thì hãy chụp ngay kẻ đó để lột bộ đồ của cậu ta, cái người đó. Thì xin thưa với các vị, thì việc gì mà truyền ra thì trong bàn dân thiên hạ cũng sẽ có những cái sự kiện giống vậy. Thì các cái đại thần, các mật vụ đặc sứ gì đi khắp nơi, thì tình cờ một hôm đó cũng tối tối rồi, có một anh chàng đó thợ rèn. Và đời ảnh chỉ biết làm thợ rèn hàng ngày đến sống, và bản thân của ảnh thật ra cũng chẳng được bộ đồ nữa, ảnh chỉ có hai cái quần tà lõn à. Nhưng mà sau khi rồi á, những buổi chiều như vậy ảnh làm xong rồi, ảnh nằm phè phở, ảnh chơi, ảnh vui quá, cái tự nhiên cảm thấy cuộc đời ảnh cũng nhàn hạ quá, cái nói tôi hạnh phúc quá, tôi hạnh phúc quá. Tự nhiên mới nói hai câu bị ngự lâm quân vô chụp. Anh không biết chuyện gì hết trơn, nói trời ơi, mình đâu có gì đâu mà mình, bản thân mình không có cái gì hết trơn, trời á, sự gia tài, sự sản của mình cũng không có gì hết trơn á. Mình vui thì mình mới nói đây cái bị chụp bài. Thật ra mà nói, đó là khi dẫn anh ta về, thì Đức Vua đã đổi cho anh ta bằng những bộ y phục khác để lấy những bộ đồ của anh ta, lấy hai quần tà lõn để được hạnh phúc. Câu chuyện thật sự với các vị kết thúc tại như đó. Nhưng mà người ta muốn nói cái gì? Hồi sáng hòa thượng của chúng ta nói đúng đó, làm chủ tịch nước chứ chưa chắc gì được hạnh phúc an lạc. Bao nhiêu công việc, bao nhiêu sự kiện, bao nhiêu tất cả mọi thứ. Bây giờ tôi nói chủ tịch nước thì lớn quá đi, bây giờ ở đây người nào có trách vụ gia đình mà hơi giàu có một chút, hay là có công ăn việc làm tương đối chút xíu á, các vị sẽ thấy cái gì nó bị ràng buộc chúng ta ở trong những cái đó không tả xiết. Nếu thật ra từ sáng đến giờ, một ngày hôm nay, nếu chúng ta biết tận dụng lấy, chúng ta sẽ có một ngày xứng đáng còn hơn gần cả đời của chúng ta mấy chục năm qua. Tôi dám nói thật sự điều này, dám tin chắc rằng thật sự cả đời của các vị chưa chắc gì các vị biết các vị là ai và đã là gì. Và dường như chúng ta đài đọa chúng ta nhiều hơn là hạnh phúc đó. Cái này nên xét lại, có phải vậy không? Cho nên với chủ đề hôm nay tôi chia sẻ với các vị chủ đề của khóa tu luôn. Đó là tôi chia sẻ cái chủ đề là một ngày an lạc. An lạc chưa mà vỗ tay dữ vậy. Thấy cười là an lạc rồi phải không? Trên cuộc đời không biết cái gì, bệnh mà nằm ở trên giường đó mà chúng ta lại thăm mà người đó là nở nụ cười như thế này, cái là chúng ta biết người này sẽ hết bệnh. Nhưng mà lại thăm cái nó, chị ơi chắc lần cuối tôi chị chia tay quá. Nói mà khóc lóc như vậy, hai hàng nước mắt rơi rơi đồ này kia cái nọ, đau quá đồ này kia cái nọ, chắc là cái đó hơi lâu hoặc có thể chia tay thiệt á. Nhưng mà nói lại thăm, nói cười, thật ra bệnh bệnh chứ cũng vui. Coi cùng những giây phút để nghỉ ngơi đồ này kia thảnh thơi, thì mấy người đó thì yên chí là sẽ mau hết bệnh. Sự thật với các vị, một ngày an lạc nói thì chúng ta nghe đơn giản lắm. Nhưng thật sự các vị có để được một ngày an lạc này, các vị thấy có dễ tí nào không? Không dễ tí nào đúng không? Thì làm sao để được an lạc, và cách thức nào để giúp chúng ta có, để ứng dụng trong một khóa tu để đem lại thành công tốt nhất, thì tôi muốn chia sẻ với các vị trong bài này. Sự thật với các vị, trong khóa tu này chắc là
nó có khác khác gì với những nơi đã từng tổ chức khóa tu cho các vị tu không? Có khác không? Khác mà xấu hay tốt? Ôi à, ai đâu ai dám nói xấu đâu. Xin thưa thật với các vị, sở dĩ trong khóa tu này tôi đưa vào những cái chương trình tu học, trong đó có cả trì chú, đúng không? Rồi buổi chiều chúng ta có một thời sám hối. Thật ra nếu mà tính về các phương diện tu thì chúng ta thấy dường như là tu hơi nhiều phương thức ở trong này, nó không có tính chuyên môn. Nhưng mà đó là cái nguyện vọng của tôi. Tôi muốn gửi đến các vị, giới thiệu đến các vị trong những phương thức cơ bản nhất về các phương pháp hành trì, để mai này chúng ta có thể nhìn bất cứ bản kinh nào hoặc trong hoàn cảnh nào, các vị cũng biết là muốn hành trì, trì tụng đại bi thì phải tụng như thế nào. Bây giờ muốn tụng một thời sám hối tại nhà, chúng ta phải tụng làm sao? Đâu phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội ở tại tu viện như thế này. Đâu phải lúc nào chúng ta cũng đi dự các khóa tu được. Thành ra có những khi chúng ta cần học hiểu một cách tổng quát như vậy, để rồi mai này chúng ta đi bốn phương, chúng ta cũng có thể ứng dụng được bất cứ lúc nào khi chúng ta không có cơ hội trở về chùa tu tập. Và việc này mục đích tôi cũng muốn giúp cho các vị. Thật ra mà nói, đây là những phương pháp rất căn bản, và người Phật tử tu pháp môn nào, thiền, tịnh, mật hay là các phương pháp nào cũng cần phải lấy ở đây làm như một kim chỉ nam. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi là chủ trương tu học như vậy là đúng. Mà ở đây nó có một cái phương thức để hướng dẫn các vị rất cơ bản về điều này. Cơ bản ở chỗ nào? Xin thưa các vị, các vị nhớ Tổ Thiên Thai Trí Khải là một bậc đại tài. Người ta xem như là một Đức Phật tái thế ở tại Trung Quốc. Ngài là tổ của dòng Thiên Thai. Xin thưa các vị, trong cái quyển Lục Diệu Pháp Môn của Tổ Thiên Thai, Ngài viết đó, Ngài nói tu bất cứ pháp môn nào, cho dù hành thiền, thì trước khi thâm nhập tu tập, cần phải trì chú và sám hối. Đây là lời dặn của Tổ Thiên Thai từ ngàn xưa. Dặn như thế đó, Hòa Thượng mới phân tích như thế này. Trong đời mạt pháp hay là sau này, pháp nhược ma cường, tâm địa chúng sinh thì nghiệp chướng dãy đầy, phiền não dâng cao, mà tuệ giác và bồ đề tâm càng yếu đi. Trì chú để giúp cho một người có năng lực, để giúp cho chư thần gia hộ, để người này có thêm dũng mãnh, đủ nghị lực để vượt qua các thử thách chướng nạn trên cuộc đời mà đã cản trở cho chúng ta trên lộ trình tu học. Còn sám hối là những phương thức để giúp chúng ta bào mòn nghiệp chướng. Những lần tu tập, những lần sám hối, những lần thành tâm ăn năn cải hối như vậy. Muốn biết sám hối thế nào, về nghe lại cái đĩa là làm mới tự thân thì các vị sẽ hiểu. Thì chính những hành động đó, Tổ mới nói rằng để làm bào mòn nghiệp chướng, để chúng ta dễ dàng thâm nhập trong các pháp môn tu học của mình. Vì vậy cho nên tại sao trong khóa tu này tôi muốn đề khởi cho các vị hai phương thức trì chú và sám hối các vị phải ứng dụng. Một mặt để tạo cho các vị có một năng lực về tâm linh. Các vị không hiểu gì trong cái bài chú Đại Bi cả. Cho dù rất nhiều thầy giảng giải và phân tích về cái nội dung của bài chú Đại Bi này, nhưng mà để hiểu cái trong đó nói cái gì, để hiểu ít hơn thì khó lắm. Nhưng bằng cái kinh nghiệm của các bậc thầy đi trước đã truyền lại, chúng ta tin vào điều đó, chúng ta thử hành trì một phương thức mà trì Đại Bi hay gì đó, hay một loại thần chú nào trong kinh Phật mà chúng ta cảm thấy có duyên và yêu thích á, sau một thời hành trì chúng ta để ý nhìn lại cái tâm mình, con người của mình, các vị xem thấy có khác không? Và sám hối là một trong những phương thức hữu hiệu để giúp chúng ta chuyển nghiệp tốt nhất trong cuộc đời. Và chính bản thân tôi là tôi đem lấy làm kinh nghiệm. Tôi đã từng dở sống dở chết giữa cuộc đời bằng những ý niệm phiền não, bệnh tật và vô số loại khác. Tôi cũng cảm thấy rằng tôi tuyệt vọng và thất vọng cho con người của mình lắm. Tôi tự cảm thấy tủi thân rằng tôi nghĩ là con người mình thiếu duyên phước. Và bản thân mình có mặt trên cuộc đời dường như để trả nghiệp hay sao á. Trong cuộc đời chắc có mặt để trả những oan gia nghiệp chướng nhiều đời đó, gây tạo cho vô số loại chúng sinh hay sao á. Mà thân phận cứ hết thứ này tới thứ kia, phiền muộn, đau khổ, bệnh tật như vậy. Nhưng mà những cái phương pháp đã được ứng dụng, và cuối cùng những thời gian dài tôi đã chắc lọc lên được cái điều này. Đúng là thành tâm cho một phương pháp tu hành
sám hối, ăn năn lỗi lầm của mình từ những túc nghiệp quá khứ, đồng thời với những phương thức thành tâm trì tụng đại bi, tôi thấy đã cứu được cuộc đời của tôi. Và chính vì vậy, mỗi người có một cái duyên. Tôi không biết là mỗi người có duyên với sự tu học thế nào, nhưng mà đó là chính bản thân tôi. Và vì vậy cho nên tôi mới kinh nghiệm được rằng là thần chú thì đừng nói là chú nào có hiệu quả hơn chú nào. Tất cả các loại thần chú đều có công năng như nhau, nhưng mà cái duyên của mỗi chúng ta, cái đó là thuộc về chúng ta đó. Mỗi một người nó có nhân duyên với một loại thần chú nào, thì khi hành trì cái thần chú đó, những bài chú đó sẽ đem đến cái hiệu quả chúng ta sớm hơn. Cái này là cái chúng ta phải tự kinh nghiệm lấy. Bản thân tôi hành trì biết là bao nhiêu loại. Ngũ bộ chú cũng có, rồi người ta kêu tụng chú Lăng Nghiêm ở câu chót đó, án Anna lệ tỳ đó, thành tâm trì cũng có, rồi Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Lê Ni cũng có, chuẩn đề cũng có, ngũ bộ chú cũng có, cái gì cũng có, tôi đều ứng dụng qua. Dược sư nữa, tôi cũng làm dược sư một thời trì để lấy nước uống, tự mình trì mình uống cho mình cũng dữ lắm đó. Nhưng mà dường như nó không có kết quả lắm. Nhưng mà lạ thay, chỉ cần 3 ngày tôi dùng đại bi thần chú. Ngày xưa làm đại thôi, nói chung là thuộc về đau chân há miệng, bệnh tật đau khổ mệt mỏi, rồi phiền não quá nhiều thứ, ai chỉ gì làm đó. Nhưng mà may mắn thay, sau 3 ngày thực hiện, sao tự nhiên tôi thấy con người của tôi vững chãi lại, ổn định lại một cái điều gì nó thấy nó lạ lạ. Và bắt đầu tôi mới vận dụng thành tâm. Gần 20 năm đã thực hiện điều này. Và chính cái chỗ đó cho nên tôi lay lắt giữa cuộc đời này có thể lay lắt được. Còn nếu tôi nghĩ rằng không có những cái phương pháp hữu hiệu để cứu đời tôi, thì tôi nghĩ tôi đã biến mất từ lâu rồi chứ không có lay lắt. Cho nên ai hỏi lúc ngày thầy sao, khỏe không, thì tôi trả lời câu tôi nói lay lắt qua ngày. Thì các vị nghe nói là thầy nó lay lắt qua ngày, sao nghe thấy tội nghiệp quá vậy. Nhưng mà thật sự tôi nói thiệt đó, được vậy là hạnh phúc và may mắn cho cuộc đời của tôi rồi đó, chứ chả có gì tội nghiệp đâu. Vậy là được đắp bù là tốt lắm rồi đó. Chứ đừng nghe nói lay lắt rồi cái thấy tội nghiệp thầy. Lay lắt là hạnh phúc rồi đó. Thành ra chính cái chỗ đó mà tôi muốn giới thiệu cho các vị có một cái khái niệm về từng pháp môn tu tập như vậy. Tùy nhân duyên, tâm nguyện của chúng ta để các vị ứng dụng, hành trì. Tôi mong rằng các vị sẽ đem đến lợi ích thiết thực cho bản thân mình. Nhất là trong thời đại này, nhiều dữ phức tạp, phiền não chúng ta dễ sinh ra, dễ cao có, dễ đau khổ, dễ giận hờn. Và có những người trong cái tâm niệm xấu trong xã hội, nó làm chúng ta đau khổ và mệt mỏi. Và nếu không có những phút giây tu tập như thế này để chúng ta củng cố lại tinh thần và bù đắp lại năng lượng trong cuộc đời làm việc và cái cuộc đời cống hiến của chúng ta, thì đôi khi chúng ta sẽ mòn mỏi và quỵ giữa đường trên cái kiếp làm người của chúng ta. Đôi khi đi không trọn kiếp người. Đúng ra chúng ta có thể đi dài hơn nữa nhưng mà không đi tới được. Vì vậy cho nên tôi mong rằng các vị vận dụng tu học sẽ vận dụng được chính bằng cái năng lực của mình để tự mình cứu mình trước cái đã. Và điều quan trọng, các vị phải nhận diện ra được chính mình, nhận diện ra được tuổi đời của mình, nhận diện ra trạng thái tâm lý não bộ của mình, coi con người của mình nó thuộc về cái loại gì. Tham nhiều, sân nhiều, si nhiều, đố kỵ, hờn ghen, ích kỷ, hay là tưởng tượng sống bằng ảo giác, hay là lo toan, hay là tham vọng. Các vị hãy kiểm hết về con người của mình, xét coi con người của mình nó nặng về thiên hướng nào, nó bị cái gì làm mình khổ nhất. Có những người ảo tưởng quan đường thì tự mình làm khổ mình. Mình tưởng tượng về chồng, tưởng tượng về vợ, tưởng tượng về con. Tức là người ta không có làm những gì nhưng mà mình cứ ảo tưởng hoài, rồi cái mình đau khổ, rồi nhiều thứ khác nữa. Hay là có những người nó bị những cái lời nói chọc ghẹo, hay là những cái gì bị xúc phạm đó, chúng ta bị đau khổ mặc cảm về cái việc đó. Tức là phải nhận diện ra coi con người mình thông thường đau khổ vật vã với cái hướng nào nhiều nhất, nặng nhất. Hãy lấy ngay cái đó để biết mình đầu tiên trước cái đã. Cho nên tôi thấy rằng trong cuộc đời các vị, phần lớn chúng ta đã sống bằng một sự cống hiến. Điều đó tốt đó. Cống hiến để trở thành một người mẹ sau này, cống hiến để trở thành một người cha sau này, cống hiến để trở thành một người bà sau này.
dường như chúng ta đã làm để mà trải đường cho các thế hệ tương lai. Và phần lớn nếu chưa biết tu tập, dường như chúng ta sống để làm để sống ngày qua ngày, mà dường như suốt cuộc đời chúng ta không biết sống để làm gì và làm những điều đó để làm gì. Nó làm như một quán tính vậy đó, nhưng mà nó đày đọa chúng ta hết ngày này đến ngày khác, đau khổ chật vật hết ngày này đến ngày khác. Cho dù dư ăn dư mặc mà chúng ta vẫn cực như là một con rối như vậy. Có những người đâu phải thiếu ăn thiếu mặc đâu, nhưng mà bản thân của họ là không có thời giờ nghỉ. Lúc nào các vị điện tới các vị hỏi coi, dường như cái chữ bận bây giờ nó trở thành cái mốt rồi đó không? Có những người thật sự rất là bận, điện tới là gì không? Bận rồi, bận việc này bận việc kia. Nhưng mà có những người nằm ngủ cũng bận nữa, nó trở thành cái mốt. Nhưng mà thật ra phần lớn trong cuộc đời xã hội này, hiện tại này, đúng là ai cũng bận, rất là bận. Một tu sĩ ngày hôm nay cũng không giống như ngày xưa nữa. Tôi nói thật với các vị, tôi bây giờ cũng vậy đó. Nếu các vị đừng nghĩ là thầy nói mốt, chắc thầy mốt thiệt á. Điện tới thầy cái thầy nói bận rồi. Xin thưa các vị, có những khi cũng bận thiệt, mà có những khi cũng muốn né, tại vì nhiều quá nó cũng mệt mỏi. Cho nên dùng chữ bận giống như tấm bình phong vậy đó. Khi nghe ai nói bận rồi, chúng ta đâu dám nói thêm, đúng không? Một khi như vậy là... Cho nên chính cái chỗ này mà tôi muốn chia sẻ với các vị, để các vị hiểu được những phương pháp tu học. Các vị về đây tu học một ngày tôi rất mừng. Hôm nay các vị phải chấp nhận tất cả mọi thứ theo nội quy của tu viện. Thật ra nội quy đó không có phải là cái gì gì tôi cả. Tôi muốn các vị thật sự sống cho trọn vẹn một ngày ở tu viện, mới từ việc điện thoại, việc trao đổi, việc nói chuyện, tất cả thị phi đó, cả đời chúng ta làm nó thừa rồi. Nó thừa cái bằng như núi luôn á. Mà bây giờ chúng ta đến chùa, chúng ta cũng ôm tất cả những cái đó vô nữa thì không có ý nghĩa gì. Điện thoại cũng là một trong những thứ rất là phiền phức. Cho nên tôi muốn các vị phải tắt điện thoại, phải hạn chế liên lạc, phải bỏ hết tất cả những chuyện xung quanh, để các vị sống thật sự một ngày để cảm thấy an vui tự tại. Và hãy lấy cái nếp sống này để làm cho nếp sống sau này của chúng ta, trong mọi hoàn cảnh, để cứu lấy hệ thần kinh này, để cứu lấy não bộ này, và để có những chuỗi ngày bình an. Cho nên ngày xưa nhà thơ Thanh Tịnh có nói một bài thơ rằng: đạo sĩ chờ tôi chán hải hồ, tôi chờ đạo sĩ lãng hư vô, tôi mơ trăng tạnh hàng sơn tự, ấp ủ bao ngày đợi áo khô. Cửa Phật đây rồi tôi đến đây, van xin nước tịnh rửa thân này. Tôi người mê muội ham cùng cả, xóa sạch bao năm hận một ngày. Đây là bài thơ của nhà thơ Thanh Tịnh. Này các vị tặng cho ổng á. Xin thưa các vị, cái bài thơ Cửa Phật đây rồi tôi đến đây, còn cái câu đầu là đạo sĩ chờ tôi chán hải hồ, tôi chờ đạo sĩ lãng hư vô, có nghĩa là cái cơ hội của mỗi con người. Một người đang quá bận biểu với việc trần thế, mà bây giờ một người tu hành muốn khuyên ông đi tu, đi học, đi trở về với đạo đi, để trở về với sự tu tập, cái chuyện đó không dễ đâu. Ngài hãy đợi đi, đợi khi tôi chán hải hồ, có nghĩa là công việc tất cả mọi thứ trong cuộc đời tôi xếp lại rồi tôi sẽ theo Ngài. Cái câu nó đại khái là cái hiểu có nghĩa vậy. Tôi chờ đạo sĩ lãng hư vô, tôi sẵn sàng đợi Ngài. Những lần vân du hành cước tu học của Ngài rồi, chúng ta sẽ có cuộc gặp gỡ. Nhưng mà tôi nghĩ cái câu đầu như vậy nó chưa được hay lắm. Tu hành là phải làm liền, nó phải chụp lấy cơ hội liền, ứng dụng liền, thực hành liền. Mà hồi sáng tôi nói với các vị trong cái bài mà phát biểu đó, tu học nó cũng giống như nhu cầu để hơi thở vậy đó. Cần phải thở, nhu cầu cần phải ăn, nhu cầu bệnh phải uống thuốc vậy đó. Cái việc này phải có cơ hội chụp làm liền. Còn đợi chờ là chưa chắc à các vị. Đôi khi thời gian không đợi chờ, không cho phép chúng ta có dài hạn để chúng ta hẹn bất cứ cái điều gì. Trên cuộc đời này các vị không hẹn ước được bất cứ điều gì đâu. Tôi nói thật với các vị, ai mà nói cái câu đợi mai con sẽ làm, mốt con sẽ làm, mai này tôi làm điều đó, hay là bây giờ đối với cha mẹ nói rằng á, là đợi khi nào tôi làm ăn có tiền tôi sẽ lo cho cha mẹ thế này thế kia, rồi nói là đợi khi nào tôi rảnh tôi đi chùa tôi tụng kinh tu học giới. Tôi nói thiệt, suốt đời người này không làm được chuyện đó. Ai mà nói câu đó không có làm được chuyện đó. Trong cuộc đời không ai rảnh để làm cái gì cả.
Cái gì cảm thấy cần thiết làm là người ta nhen nhúm làm, chứ không phải là rảnh để làm cái đó, rảnh để làm cái kia. Không ai rảnh để làm được chuyện đó. Cho nên chắc phải nhớ là vậy. Cho nên khi quay trở lại, ông nói cái gì? Cửa Phật đây rồi, tôi đến đây. Tôi thích nhất những câu chót này. Van xin nước tịnh rửa thân này. Ông nói và cái hình ảnh thơ văn như vậy thôi, chứ đó là một hình thức tu tập đó, để bào mòn nghiệp chướng, để xóa sạch tội lỗi đó. Tôi người mê muội ham cùng cả. Tức là thật ra trong cuộc đời này chúng ta tham đắm đủ thứ đó. Khi chưa biết học tu thì chúng ta cũng tham đắm mà chúng ta không biết. Nhưng mà có tu học chúng ta cũng tham đắm nhưng mà chúng ta biết. Nó có khác vậy đó. Còn thay đổi, chuyển đổi được sự tham đắm ít nhiều đó là tùy các vị. Còn quan trọng nhất là khi có tu học mà mình biết là mình tham này, mình mê này, mình bị thế này thế khác. Cái đó, lúc đó mình mới biết. Tôi người mê muội ham cùng cả, xóa sạch bao năm hận một ngày. Tức là những năm tháng trong cuộc đời ôm hận đó, những ân oán giang hồ, những thù hận ghét ganh, mọi thứ trong cuộc đời chỉ cần một ngày học tu thôi là đã xóa sạch được rồi. Cho nên câu chót rất là hay, xóa sạch bao năm hận một ngày. Tức là bao năm hận đó, chứ không phải là xóa sạch bao năm hận chỉ một ngày, không phải vậy. Mà bao năm hận này chỉ một ngày là xóa sạch. Câu chót nó nói lên chúng ta như vậy. Đó là điều mà thất trả các vị cần phải để ý chiêm nghiệm cho sự tu học của chúng ta. Hồi sáng đến giờ tôi hỏi thật các vị trong hành giả, các vị có thấy rằng các vị biết rằng mình đang ở tu viện và cắt được nhiều duyên ở mọi công sở cho đến công việc nhà hay mọi thứ, hay là các vị có từ bỏ được bao nhiêu về vấn đề lo lắng hay là phiền muộn hay là thấy nhọc trí khổ tâm không? Sáng giờ có được chút nào không? Có không? Hình như có vang vọng nhỏ nhỏ lên đây, được chút chút suốt ngày, được chút là cũng khá rồi đó. Tức là cũng đã có một lối đi chúng ta vào rồi đó. Điều đó tôi cảm thấy chúc mừng các vị. Tức là các vị nhận thấy cái lối vào là được rồi. Rồi trong tháng ngày của chúng ta tự ứng dụng lấy. Nhưng mà tôi nói với các vị rằng trên cuộc đời, hãy dành những thời giờ cho mình. Những giây phút này là những giây phút cuộc đời các vị đang ban tặng cho các vị. Mai này các vị trở về với cuộc sống thường nhật cũng vậy. Các vị nên nhớ rằng có những phút giây hãy tự rũ bỏ hết tất cả mọi thứ để tự ban tặng cho mình được một chút nào đó trong một thời gian thảnh thơi. Hãy tập cho mình mỗi ngày 20 phút làm được điều này. Trong mỗi ngày các vị có làm được không? Được không? Ai làm được đưa tay lên đi. Rồi xin chân thành cảm ơn các vị. Các vị an lạc mà tôi chúc mừng. Hãy gắng mỗi ngày chúng ta dành cho chúng ta. Biết chúng ta trên cuộc đời, biết chúng ta làm gì, biết như thế nào nhận diện được ra mình bằng những giây phút an lạc 20 phút cho tôi. Nhưng mà khó lắm à. Nói 20 phút nghe rất là nhanh. Coi một bộ phim 20 phút chả là gì, hết còn tiếc. Nhưng mà ngồi để quán chiếu tu tập 20 phút nó dài như một ngày ở đây là ngà. Thì mới mốt về ứng dụng đây rồi biết ngay cái chỗ này. Cho nên tôi nói với các vị, các vị hãy ban tặng những giây phút nhỏ nhỏ đó, nhiều nhỏ góp lại thành to. Trên cuộc đời chúng ta đó, không có nhiều cái điều kiện để giúp chúng ta an lạc. An lạc được hay không, không phải do Thượng Đế hay trời ban cho chúng ta được. Những giây phút hạnh phúc, an lạc, tươi vui, những nụ cười như thế này, thật sự có những người đến chùa mới cười được, chứ ở nhà một tháng chưa chắc gì cười được một lần. Có không? Có hả? Thiệt. Nhiều khi đến chùa vậy chứ ngài cũng cười được vài ba cái, cười hơi méo méo cũng là cười. Nhưng mà đôi khi ở nhà cười không được các vị, muốn cười mà không có gì để cười. Chua chát quá cười không? Cái đó là vậy đó. Thành ra tôi này nói với các vị này, hồi sáng tôi có nói đó, làm thêm một ngày chúng ta thấy nó cũng không có dư nhiều. Nhưng mà dành thời giờ tu học một ngày có thiếu không? Nó còn không thiếu nhiều. Thành ra như vậy đó. Mà nếu thật sự một ngày chúng ta có ý nghĩa, chúng ta đôi khi cả đời mua chưa được nha các vị. Đánh đổi cả một đời chưa chắc gì mua được những giây phút như vậy. Và hôm nay các vị ngồi ở trong cái hội trường này, các vị tu học. Nhưng mà sự thật với các vị, chắc gì một tháng sau chúng ta có cái đầy đủ điều kiện để chúng ta đến được như vậy. Không phải là hầu hết, nhưng mà
muốn như vậy cũng phải khó lắm ạ. Hay là có những người một lần đi dự tu rồi, công việc và mọi thứ trong cuộc đời, chắc gì một năm sau chúng ta có dịp để đi tu học nữa. Nó khó là như vậy đó. Thấy như vậy nhưng mà không đơn giản tí nào đó. Cho nên những điều này tôi muốn các vị hãy sống cho trọn một ngày. Có một nhà thơ thi sĩ, hình như là thi sĩ người phương Tây, ông nói câu rất hay: ai kia sung sướng nhất đời, vững lòng nói được của tôi ngày này, ngày mai mặc kệ mai ngày, vì tôi đã sống hôm nay đủ rồi. Đây, đó là câu của một nhà thơ tuyệt vời ở chỗ này. Nè, tôi chưa biết ngày mai tôi là gì, tôi sẽ ra người thiên cổ hay tôi sẽ là cái gì, hay là tôi khổ vui gì ngày mai tôi chưa biết được. Nhưng mà ngày mai của chúng tôi phải được nuôi dưỡng bằng những gì ngày hôm nay. Những hạnh phúc, những niềm vui, những sự quán chiếu, những tư duy, những tha thứ, những bao dung, những yêu thương, những trách dụ gì đó. Chúng ta trong ngày, chúng ta có mặt trên cuộc đời. Qua một đêm chúng ta thức dậy, chúng ta biết chúng ta còn có mặt, chúng ta đã sống được một ngày tiếp theo nữa, thì hãy sống đúng với cái nghĩa của nó. Hãy sống đúng với một ngày đó. Đời không biết ngày mai là cái gì. Sự thực cho các vị, chúng ta cũng thường chủ quan, à tôi sẽ 5 năm nữa tôi làm cái đó, 10 năm nữa làm cái đó. Thì thật sự chúng ta phải có dự tính, ước mơ tương lai thì có thôi. Nhưng mà chúng ta đặt cái bước vậy, tôi thấy các vị đặt xa quá. Thật sự đừng đặt xa quá vậy, lỡ rồi bước không tới nó ân hận ha. Có nguyện vọng nhưng mà đừng bao giờ cho nguyện vọng này như một cái điều mà không thay đổi ha. Ước mơ thì gắng thực hiện, nhưng mà cái gì trong cuộc đời, lỡ biến cố gì xảy ra, lỡ bất cứ hoàn cảnh gì mà nó làm nguyện vọng chúng ta không trọn, thì nhân như vậy, duyên như vậy, mọi sự cố gắng trong cuộc đời chúng ta đã như vậy, thì chúng ta hãy hài lòng và tự cứu đời mình vượt qua bằng một lý do nào đó khôn ngoan nhất, không đau khổ quy lụy để có thể chết đi được bằng những cái này. Tôi chỉ mong mỗi rằng các vị nhớ là như vậy. Cho nên thật sự với các vị, tu học một ngày an lạc, nhưng để có một ngày an lạc, các vị không dễ dàng gì. Tự nhiên 7 giờ sáng vô đây tham dự khóa tu, được một an lạc cái từ đây tới 5 giờ chiều là một ngày hoàn toàn vui và hạnh phúc trọn vẹn, không có những lo lắng buồn phiền hay là những cái hệ lụy khác. Thật sự với các vị, muốn có một chuỗi ngày an lạc, chúng ta nhớ kỹ phải giúp mình, điều phục mình, tu tập như thế nào, niệm Phật, quán chiếu hay gì đó, tùy mỗi người tự ứng dụng lấy. Làm sao phải được an phúc, an lạc từng phút giây. Muốn được an lạc một giờ, muốn được an lạc nửa ngày, muốn được an lạc nhiều ngày, thì trước mắt phải biết cái cách làm thế nào để an lạc từng phút giây cái đã. Nếu có một giây phút an lạc, chúng ta phải làm gì? Nếu trong giây phút đó hoàn toàn chúng ta dính mắc với bao điều trong cuộc đời, chúng ta mang tất cả những ý niệm buồn phiền từ quá khứ, hay chúng ta lo toan cho một ngày mai, tất cả những cái đó nó làm mất những giây phút an lạc của chúng ta. Và chúng ta nên nhớ rằng, có lo toan cách mấy cũng không thay đổi được một thực tại. Nếu điều đó đã là xảy ra rồi, là một thực tại không thay đổi được, thì có đau khổ cả ngàn muôn đi chăng nữa, nó có thay đổi được gì không? Không thay đổi được gì cả. Nên nhớ là như vậy. Cho nên từng phút giây của chúng ta phải biết trân trọng à. Cho nên tôi mới nhớ ngày xưa sư cô Như Thủy, cô có nói một cái thí dụ, tôi cảm thấy là một thí dụ hay. Cô nói là một cái bánh xe đó, nó có thể nó chạy hàng ngàn cây số, nhưng mà có phải là cả một bánh xe này nó đều tiếp với mặt đất không? Cùng tiếp với mặt đất không? Cái bánh xe nó chạy được hàng ngàn cây số, nhưng mà cái điểm nó tiếp xúc là bao nhiêu? Nó chỉ có một điểm trên bánh xe thôi, đúng không? Tức là bánh xe nó xoay mà, thì cái nào nó xoay tới nằm ở phía tiếp xúc với mặt đường là nó tiếp xúc. Như vậy nó có thể chạy hàng ngàn cây số, nhưng mà cái điểm tiếp xúc nó là một. Như vậy các vị có thể sống 50 năm, 70 năm, hay thậm chí cả một thế kỷ trên cuộc đời này, nhưng nếu các vị muốn được những chuỗi ngày an vui hạnh phúc đó, thì chúng ta phải tìm cách để làm được, tạo dựng được
xây dựng được trong tâm hồn của mình phải an lạc từng phút giây. Cái phút giây đó, cái phút giây đó như một cái điểm của một bánh xe tiếp đất vậy đó. Cho nên con người của mình có thể đi đến hôm nay hay là muốn dự định cho một ngày mai, thì từng ngày một chúng ta phải chuyển hóa, tu tập để tạo lấy an lạc. Đây là cái điều chúng ta cần thiết phải làm. Chúng ta phải làm như vậy. Nhờ những giây phút nhỏ đó, chúng ta chấp nối lại ha, chấp nối lại, nó mới thành những chuỗi dài như thế này. Cho nên ý niệm an lạc không phải do một quá khứ, không phải do một tương lai, mà ý niệm an lạc ngay giây phút này. Nếu chúng ta đã đặt thành tâm vào câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật một cách có chánh niệm, thì ngay lúc đó chúng ta không có khổ đau, không có lo lắng, không có buồn phiền. Còn nếu chúng ta ngay cái ý niệm đó, chúng ta tiếp xúc vào trong một tư tưởng, chúng ta quán chiếu gì đó. Có những người ngộ là như vậy, người ta muốn an lạc mà an lạc không được. Tức là tự bản thân tâm lý của con người ta đó, nó dễ dời làm cho con người ta phải đau khổ. Người ta không muốn nhưng mà nó vẫn hiện hữu, nó vẫn làm cho người ta bận lòng. Có những cái đó người ta biết rác rưởi, cái gì ở trong đầu đó, người ta không muốn, nhưng mà nó là như vậy. Thì trong những giây phút đó, chúng ta cần phải có một đối tượng để nương tựa. Đối tượng của tâm hồn, đối tượng đó là A-di-đà Phật. Đối tượng đó là một sự quán chiếu về sự giả tạm vô thường. Đối tượng đó ở chỗ là làm ngơ với tất cả hiện tượng này. Các vị về nghe lại cái bài giảng thầy giảng tại Nha Trang, đó là bài giảng là niệm Phật phương pháp giữ chánh niệm, có giúp các vị một cái cách để giúp cho mình có nơi nương tựa về tinh thần, để có được chánh niệm trong cuộc đời. Cái từ chánh niệm hay là từ an trú rất là dễ nói, nghe rất là ngon lành, nhưng để có được chánh niệm và an trú như vậy là chuyện không dễ tí nào. Cho nên chúng ta phải tự chiến đấu với chính mình nhiều lắm, phải tự nỗ lực nhiều hơn nữa với con người của mình nhiều lắm. Bởi vì quán tính của con người của mình á, nó đã như vậy rồi, nó đã nghĩ này nghĩ kia, bận lộng nọ, lo toan cái này cái kia. Chúng ta bị lạc lối trong tư duy, lạc lối thậm chí ngủ còn nằm mơ mớ sùm trời đất mà. Cái đó là do vẻ vời của tâm lý trong hàng ngày mà chúng ta quân tập lấy. Vì vậy chẳng khác nào trong kinh Pháp Cú Đức Phật đã dạy chúng ta một cái câu mà các vị cảm thấy là chân lý về tâm lý của chúng ta. Tâm phàm phu cứ lén lút đi một mình, đi rất xa, vô hình vô dạng, như ẩn náu hang sâu. Người không làm chủ được tâm hồn của mình thì không thể nào thoát khỏi vòng ma trói buộc. Vòng ma ở đây là không phải một ma, một loại quỷ nào cả, mà những nỗi khổ đanh dây bằng những ý niệm. Mà xin thưa thật với các vị, trên cuộc đời này khi đau khổ xảy ra, ý niệm và thực tế cái nào đau khổ lớn? Nếu có một điều đau khổ xảy ra thì đau khổ bằng ý niệm và đau khổ thực tế cái nào lớn? Ý niệm lớn, đúng là như vậy. Lúc nào tâm hồn của chúng ta cũng tưởng tượng về nỗi khổ đó hơn thực tế cả. Có những khi thực tế đến chưa đổi bi quan, đau khổ và đưa đến độ chúng ta phải vật vã như vậy. Nhưng mà do ý niệm chúng ta cứ suy nghĩ vẽ vời lo lắng, và chúng ta vẽ ra muôn hình vạn trạng trong tư duy, tự chúng ta làm mình đau khổ, tự chúng ta làm mình mất hết năng lượng, tự chúng ta làm mình nó vật vã, trong khi thực tế nó không đến nỗi đau khổ và vật vã như những điều chúng ta suy nghĩ. Và chúng ta cứ dệt thiêu hoài, nỗi khổ này được dệt thiêu, chúng ta cứ thêm mắm, thêm muối, thêm dặm gì đó đủ vào trong đó hết. Và chính vì vậy nó đã hát một cái bản tình ca vô cùng vĩ đại trong lòng chúng ta. Tự nhiên chúng ta dệt ra rồi chúng ta đau khổ. Con người chúng ta vậy đó, chúng ta sống bằng tưởng tượng nhiều hơn thực tế. Cho nên chúng ta phải có một cái trí tuệ thực tế một chút, tư duy một chút về chính bản thân mình. Làm sao để chúng ta có được an lạc hạnh phúc? Cái này trời không ban, cái này mọi người chưa chắc gì ai ban cho mình. Mà quan trọng nhất, các vị phải tự ban cho các vị cái đã. Những cái mà để giúp cho chúng ta được an vui hạnh phúc, để được tự do tự tại, cái đó là cái gì? Tha thứ là những điều hạnh phúc, an vui. Bao dung là những cái để có an lạc hạnh phúc. Nhường nhịn là những cái để có an lạc hạnh phúc. Chia sẻ là những cái để có an lạc hạnh phúc. Những cái đó phải luyện tập mới có thể có được những điều này. Xin thưa với các vị,
chớp mắt là điều đau khổ và bất an. Và một điều này không phải dễ gì buông bỏ đâu. Mà tôi từng ví dụ cho các vị qua cái mẫu chuyện là nắm kẹo của đứa bé đó. Cái này là một chuyện thực. Hồi sáng nay lúc mà các vị trên này đang tụng chú Đại Bi á, tụng chưa xong thì dưới tôi có cuộc điện thoại mà tôi thấy số nước ngoài gọi hoài. Thì khi gọi hoài tôi thấy chắc là có những cái duyên sự gì đặc biệt lắm. Cho nên tôi rất là bận, hồi sáng này phải sắp xếp nhiều thứ, không muốn nghe điện thoại, không muốn dính tới. Và hơn nữa tôi đã nói là các vị không được nghe, thành ra tôi đâu dám nghe. Thì xin thưa thật với các vị, khi mở ra tôi nói thật sự là cô có việc gì thật sự cần thiết không? Hôm nay thầy rất bận. Thì có gì thật sự cần thiết thì cô nói đi. Thì cô nói là mới hỏi thưa thầy cái là tôi nghe trong điện thoại là cô khóc. Cô khóc rồi, cô nói là thầy ơi cái đĩa mà hôm Tết thầy giảng cái đĩa là nhìn lại một mùa xuân đó. Cái tôi nói bộ cô là người trong nhân vật trong đó hả? Cái nói dạ không, nhưng mà rất giống với con. Cô nói cái bà mà ở trong đó mà nhảy lầu tự tử vì chồng ngoại tình á, thì con cái chuyện nó cũng gần đến như vậy. Nhưng mà con nghe thầy nói, con biết rất rõ ràng như vậy, nhưng mà con không thể bỏ được và con không thể quên được, và nó đau khổ chưa từng có. Con muốn thầy chia sẻ. Tôi nói thì việc này cũng có thể được, nhưng mà không phải là hôm nay. Bởi vì hôm nay rất là nhiều việc, và cô có thể gắng cố gắng chịu đựng và tìm cách để vượt qua một vài hôm nữa đi, rồi cô sẽ gọi lại để thầy chia sẻ. Thật ra tôi nêu câu chuyện này ra không mang cái nghĩa cái gì cả, nhưng mà tôi muốn nói với các vị là biết như vậy đó, có những phương pháp đã chia sẻ rồi như vậy và đã nghe như vậy đó, mà các vị biết rằng không bỏ được. Muốn bỏ đi một cái sự cố chấp, muốn bỏ đi một cái tình đời lý sự, muốn bỏ đi một sự hờn ghen, muốn bỏ đi một cái gì, nói thì dễ lắm nhưng mà không dễ tí nào. Con người chúng ta đã có cái thói quen này dường như vô lượng kiếp rồi các vị. Từ vô lượng kiếp nó đã in trí vào cho chúng ta sự tham đắm, cố chấp, mê muội như vậy. Tôi xin thưa với các vị, cái này đúng ra thì nó cũng không hay gì. Nhưng mà có một email người ta thưa với tôi như thế này. Cô bé này có 22 tuổi thôi. Nhưng mà cô xin thưa với tôi một điều là cô nói thưa thầy, nhờ thầy giúp cho con một cái phương thức à, làm sao như thế nào mà con đam mê những tình ái như là một con nghiện như vậy. Mỗi lần trôi qua con cảm thấy con nhục nhã và con hổ thẹn với chính bản thân mình, nhưng mà tại sao con không vượt qua được. Thì tôi không có trả lời cái những email như vậy. Có thể trả lời nhưng mà chưa cần thiết. Nhưng tôi mới cảm thấy rằng trong cuộc đời, nghiệp chướng của mỗi con người không phải dễ tí nào. Cho nên đó, chúng ta mà chưa có những giây phút tu học, chúng ta thấy rằng chúng ta bị sai sử và làm nô lệ cho tất cả những tham lam, dục vọng, thù hận của cuộc đời, rồi chúng ta biến mình trở thành những nạn nhân của chính mình. Tất cả chúng ta đều có những lý do và những cơ hội để biến mình trở thành nạn nhân của chính mình. Chúng ta cảm thấy những người sống thảnh thơi an lạc, đó là những người có bản lĩnh, không phải chuyện bình thường. Có bản lĩnh với chính bản thân mình, có bản lĩnh vượt qua những thử thách trong cuộc đời. Nhớ kỹ, các vị nên nhớ, nếu các vị tự trả lời và tự dặn lòng các vị một câu là bất cứ cái nào cũng có giá phải trả của nó, nếu các vị dặn lòng được điều này thì các vị có lối dễ dừng đó. Tức là có thể chúng ta không chiến thắng được trọn vẹn, nhưng mà chúng ta dặn lòng chúng ta lại những cái câu như thế này, như một câu thần chú á, thì có những cái lúc mà chúng ta dừng lại được. Chúng ta dừng lại được từ từ chứ không phải là một lần như vậy. Giống như một cơn nghiện muốn trôi qua là không phải dễ tí nào. Thì tập khí trong cuộc đời, tham sân si phiền não của chúng ta không dễ dàng gì bỏ. Cho nên ai gạt chúng ta, gạt về tình ái, gạt về tiền, gạt về danh phận địa vị, gạt về thân phận của chúng ta, chúng ta nhớ cả đời về những cái điều đó. Nhưng mà vô tình, chúng ta nhớ để làm những điều gì? Chúng ta là nhớ để làm mình đau khổ. Cho nên vì vậy trong cái bài giảng tôi giảng với các vị, cái bài giảng là tu là giác ngộ khổ đau. Tức là phải nhận diện ra được khổ đau, phải hiểu ý thức được khổ đau, thì lúc đó chúng ta mới có khả năng để chuyển hóa đau khổ. Và tôi có dặn với các vị trong đó một phương pháp quán như thế nào.
khi gặp một đau khổ, khi đối diện với một chuyện đau khổ, khi gặp phải và đối diện với những chuyện bất an, thì điều quan trọng nhất chúng ta hãy suy nghĩ rằng nếu chúng ta không vượt qua được, không có thể chuyển hóa được, không thay đổi được, thì chúng ta hãy xem như mình đã chết một kiếp đi. Tức là cắt ngay đó, từ đó đến giây phút của quá khứ, là con A, là con B, là thằng C, là thằng gì đó trong cuộc đời, mày đã chết rồi. Và một ngày hôm sau tôi là một con người mới. Chúng ta không uống thuốc độc để hủy hoại cuộc đời này, chúng ta cũng không nên tìm cái chết tự tử hay gì, oan uổng lắm. Một cuộc đời có được không phải đơn giản. Phật dạy thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Để có được thân người không phải chuyện dễ. Mà chúng ta sống vô nghĩa, chúng ta xem thường thân phận mình quá. Những điều đau khổ đó không thay đổi được, cái tự nhiên uống thuốc độc tự tử hay là làm cái gì đó để hủy hoại thân xác, sống như vậy kém thông minh. Cho dù đau khổ cũng là mặt trái của cuộc đời. Trong cuộc đời này, muốn xài một đồng tiền chúng ta xài được mấy mặt? Hai mặt. Muốn đồng tiền nó có giá trị là phải hai mặt. Có khi nào các vị cắt một đồng tiền phân nửa rồi phân nửa đưa người ta xài không? Không. Thì cuộc đời mình cũng vậy. Chúng ta thừa nhận, chấp nhận an vui hạnh phúc đồng nghĩa với chúng ta cũng phải chấp nhận gì? Chấp nhận khổ đau. Chúng ta là anh hùng rơm, hạnh phúc thì khoái lắm, nhảy tưng 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 tới đau khổ muốn giao cho người khác. Có phải vậy không? Chúng ta là vậy á. Bản lĩnh con người chúng ta ở đâu? Chấp nhận điều này đồng nghĩa với phải chấp nhận điều kia. Chúng ta phải chịu trách nhiệm trước con người của mình như vậy mấy anh hùng, và sống như vậy mấy vĩ đại. Còn cái chuyện đau khổ đi tìm cái chết, hạnh phúc thì muốn sống hoài, cái đó sao chúng ta thấy mâu thuẫn quá. Và cuộc đời này chúng ta không phải là thần thánh, không ai trên cuộc đời này là thần thánh cả. Và có nghĩa rằng chúng ta chỉ có một bề hạnh phúc mà chưa bao giờ đau khổ, có không? Ở hội trường này có ai được đưa tay lên cho tôi chúc mừng coi. Hả? Số im lặng vậy nè. Có nghĩa là thừa nhận hai mặt của đồng tiền, phải không? Điều đó là chân lý. Ai thừa nhận được hai mặt của đồng tiền là sống có trí tuệ, là có chân lý. Phải vậy thôi. Nhưng hạnh phúc nhiều, hạnh phúc ít, đau khổ nhiều, đau khổ ít, và vượt qua được hay không, tùy chúng ta. Bài thi này, nó là bài thi với tất cả học trò. Một người vượt qua được hay không, tùy cái khả năng của mỗi người đó. Cũng vậy, bài thi của trường đời nó là thử thách với tất cả chúng ta. Vượt qua được hay không là tùy mỗi người. Chứ đừng nói là người kia vượt qua được hay là người kia làm sao mà trời á, ổng dòm người đó làm sao á, người đó thử thách ít hơn tôi nặng hơn, ổng nhìn lé tôi làm sao á. Xin thưa các vị, nếu các vị cứ nghĩ như vậy, các vị tuổi thân tuổi phận, các vị nghĩ người ta diễm phúc hơn mình, cho nên cuối cùng rồi mình bị tụt lại phía sau. Nhưng mà thật sự không có gì điều đó đâu. Ai chúng ta cũng gặp một nỗi khổ và có những vấn nạn và có những cái đau đớn như nhau vậy đó. Hạnh phúc và đau khổ nó là như vậy. Mà phải nhận diện được ngay nó. Và chúng ta phải có những cái cách tu học như thế này, chúng ta mới có sức đề kháng. Chúng ta nên nhớ vậy nha. Phải có những ngày tháng tu học như thế này, chúng ta mới tạo được cái sức đề kháng trong từng ngày của chúng ta. Sức đề kháng đó tự chúng ta tự đề khởi lấy. Con người chúng ta có được nhạy bén, hệ thần kinh chúng ta có được suy tư một cách tốt hay không, để đỡ mù quáng, để đỡ này kia cái nọ đó, là tùy trong cuộc sống hàng ngày chúng ta quán chiếu và tư duy được những điều gì. Cho nên chúng ta có những giây phút phải cần rũ bỏ hết tất cả mọi thứ, chúng ta hãy xem như chết rồi. Cho nên các vị cảm thấy rằng chúng ta quá bận tâm và quá quan tâm về những cái điều mà nó làm chúng ta đau khổ. Mà ngược lại chúng ta rất là lạ là chúng ta đau khổ cái gì thì chúng ta lại bận tâm cái đó cho hung. Mà nếu chúng ta càng bận tâm thì chúng ta càng đau khổ. Giống như bây giờ tôi nói là cái tay, cái chân các vị có cái một ghẻ hay là một cái vết đứt gì đó, các vị quyết lòng làm cái gì nó để đừng cho nó đụng, hay là đừng cho cái gì nó thấm vào, nhưng mà không biết làm sao trời xuôi đất sủi mà quơ quơ hồi cái cứ đụng nó. Mình không có muốn cho đụng mà nó cứ đụng hoài. Còn bình thường nó không có gì hết trơn, ra sao đụng thoải mái nó đi mà không đụng. Thì trong đời chúng ta vậy đó. Có những người vô tư, cái tự nhiên mọi việc nó đều trôi qua. Còn có những người quá bận lòng, cái tự nhiên đau khổ. Mà càng bận lòng chúng ta càng dệt lên cái nỗi khổ càng lớn.
Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, phải tập xem nhẹ với những điều xảy ra. Nếu cảm thấy rằng không thay đổi được bằng cả một sự cố gắng này, thì hãy cho nó vào dĩ vãng, và chúng ta hãy xem như chúng ta đã chết rồi. Nhưng chết như một sự quán chiếu, chứ không phải là chúng ta chết bằng một cách là đem hủy hoại thân xác, thiếu trí tuệ nha. Một giây phút trên cuộc đời, một giờ trên cuộc đời, một ngày trên cuộc đời vẫn có ý nghĩa của chúng ta. Mỗi người có ý nghĩa một cách khác nhau, có ý nghĩa để ban tặng hay là có ý nghĩa với chính bản thân những giây phút cuối cùng của chúng ta, tùy hoàn cảnh và tư duy của mỗi người, nhưng đều có ý nghĩa cả. Không nên hủy hoại một cái cách như vậy để làm cho con người mình đau khổ. Chúng ta không khéo là chúng ta cứ đày đọa mình, mà chúng ta đày đọa mà chúng ta không hiểu, chúng ta nghĩ đó là cuộc đời nó phải vậy á, chắc là thiên hạ ai cũng vậy á. Xin thưa với các vị, đây là những cái điều mà tôi muốn đóng góp để chia sẻ với các vị, để các vị cảm thấy rằng có một phương thức để tự nhận chân ra được chính mình. Cái cách nào các vị nghĩ hay nhất để cứu các vị được, các vị cứ làm. Tại vì Phật dạy vô lượng pháp môn, chứ không phải có một cái như vậy hay là phương thức như vậy. Rất nhiều cái. Cái nào ứng dụng hữu hiệu cứ làm. Cũng như thuốc thì rất nhiều. Thuốc bao tử cũng vô số loại. Thuốc nhức đầu cũng vô số loại. Nhưng mà không có nghĩa là loại nào ai uống cũng hết. Mỗi một người nó thích hợp với một loại khác nhau. Nếu chúng ta giới thiệu một loại này người đó uống không hết, không có nghĩa là thuốc đó không hay, nhưng mà vì nó chưa thích hợp với người đó. Cho nên chúng ta phải tự thông minh và lanh lợi, tự chuyển hướng trong quá trình tư duy và nhận diện ra chính mình. Đó là điều cần nên làm. Cho nên tôi nhớ cái bài thơ mà Cư Trần Lạc Đạo. Đây là một bài phú rất dài của tổ Trần Nhân Tông, là một cái tổ sư của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, là một dòng thiền chánh thống của Việt Nam chúng ta. Bài phú rất dài, những bốn câu chót nó là như vậy: cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tất miên, gia trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Đây là bốn câu thơ được văn như vậy. Thật ra cái bài phú này là văn nôm, nhưng mà bốn câu kết này lại kết bằng văn Hán. Cư trần lạc đạo thả tùy duyên, có nghĩa là ở đời vui đạo hãy tùy duyên. Cơ tắc sang hề khốn tất miên, là hễ đói thì ăn, mệt ngủ khò. Nó là như vậy. Gia trung hữu bảo hưu tầm mít, tức là trong nhà chúng ta có sẵn cái kho báu quý. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, chúng ta bình thản với tất cả mọi sự trước mắt của chúng ta, các giác quan chúng ta về điều đó, thì chẳng cần hỏi thiền để làm gì. Đây là bốn câu kệ. Bốn câu kệ để giúp cho chúng ta hiểu được một cái điều vô cùng quan trọng của phương pháp tu hành. Cư trần lạc đạo thả tùy duyên là ở đời vui đạo hãy tùy duyên. Chúng ta hôm nay cũng ở đời vui đạo hãy tùy duyên rồi đó. Một người thế tục như thế này mà có một ngày để được an lạc, để tập một đời sống xuất gia như thế này, tập một đời sống rũ bỏ phiền não như thế này, tập bỏ tất cả những phiền lụy qua bên ngoài như thế này, chuyện đó là các vị đã khéo léo để lái con thuyền đời của mình đi đúng đường rồi đó. Ở đời vui đạo, mặc dầu ở trong cuộc đời trần đời này, nhưng mà nếu chúng ta ứng dụng Phật pháp, không có nghĩa là tại ở chùa chúng ta mới có được điều đó. Nếu ở nhà các vị làm như thế này, các vị vẫn được như thường. Nhưng mà tại vì dường như là duyên đời nó ràng buộc chúng ta nhiều quá, cho nên khi ở nhà chúng ta muốn mà làm không được. Vì vậy chúng ta phải tìm những cái nơi như thế này để chúng ta cùng tu cùng học, nương tựa như một tăng thân, cùng nương tựa với nhau tạo nên một đại chúng tu hành. Ở đây chúng ta phải hiểu vậy. Cho nên giữa cuộc đời bao thứ phiền lụy này, mà nếu chúng ta cứ đợi chờ để giải quyết trong cuộc đời, không có ngày để chúng ta kết thúc với tất cả những thứ lụy phiền. Hết cái này đã đến cái kia, hết cái kia đến cái nọ, nó mãi mãi như một cái chuỗi dài như vậy đó. Chúng ta phải thấy được những cái điều này nó như vậy. Cho nên tôi mới thấy rằng thật sự là một nhà tu giàu hèn cũng thể. Đây là cái câu thường nói. Giàu là một nhà tu thì dù thế nào cũng đỡ hơn một người đời. Giàu thế nào cũng bớt đi được rất nhiều phiền lụy,
dầu thế nào đi cũng hạn chế rất nhiều thứ phức tạp mà trong cuộc đời các vị từng có. Tôi nói thiệt với các vị, tôi không hiểu hết được mọi thứ phức tạp trong cuộc đời, nhưng mà các vị chia sẻ tâm sự, các vị kể lể, tôi cảm thấy cuộc đời phải nói là những quan trái khủng khiếp thiệt á chứ. Những điều này không thể tưởng tượng ra được. Và các vị là người sống trong trần đời cũng chưa hiểu hết nỗi khổ của tất cả mọi người xung quanh các vị đâu. Chúng ta hiểu chúng ta còn không hết nữa kìa, chứ đừng nói hiểu ai, phải không? Cho nên có một nhà thơ thi sĩ, ông nói rằng là tâm hồn ta u ẩn tợ ban đêm, ta chưa thấu nữa là ai thấu rõ. Mình biết mình còn chưa hết, muốn gì biết ai. Nhưng mà chính cái chỗ đó chúng ta thấy rằng chúng ta bị đanh dây bởi những thứ phiền não của một tập quán của biết bao đời chúng ta đã ung đúc vào tâm hồn của chúng ta rồi. Cho nên trong cửa thiền, tôi nói thật với các vị, dầu thế nào đi chăng nữa, có thị phi, có thế này cái cá, có phiền lụy cách nào, cũng chỉ là một phần thôi. Cho dù là như vậy, cho nên chúng ta cảm thấy rằng tu tập là một điều tốt. Hồi sáng tôi mới nói một câu chuyện thiền tôi cảm thấy hay, là có một vị thiền sinh quét chùa đó, rồi một vị khách bên ngoài họ bước vào chùa, ông nói là cửa thiền là cửa thanh tịnh trong sạch, sao có cát bụi hay là có rác đâu mà thầy quét. Ông nói thật sự tự thân của cửa chùa thì nó không có cát bụi, không có rác, nhưng mà rác do từ ngoài vào, có nghĩa là ông đang mang đến đó. Nó một câu đối cơ như vậy, thì thật ra mà nói như vậy. Nhưng mà nếu tự thân của cửa chùa, tôi biết rằng những điều rất là tốt, nhưng mà nếu cửa chùa chúng ta mở rộng để đón tiếp chúng sinh như thế này, thì sẽ có biết bao điều phiền lỵ, thị phi, gian trá nhiều khi nó xảy ra. Cái này chúng ta phải thừa nhận. Nếu chấp nhận điều này phải chấp nhận điều kia. Có nghĩa là muốn mở cửa phương tiện độ sanh mà cứ thanh tịnh một cách ích kỷ thì không thể độ được chúng sinh trên cuộc đời này. Cho nên muốn độ sanh thì phải chấp nhận thị phi, phải chấp nhận búa rìu dư luận, phải thậm chí phải chịu đựng đủ thứ điều. Nhưng miễn làm sao chúng ta có chí nguyện là để độ được chúng sinh thì thôi. Thì cái người này có cái tâm hồn như vậy mới có thể làm việc độ sanh được lâu dài. Đó. Này là khích lệ để chịu đựng nhiều hơn nữa đó, phải không? Cho nên chính cái chỗ đó đó, cho nên tôi mới nói với các vị hồi ban sáng, tôi cất lên một ngôi chùa, thật ra trong lòng tôi trống hơn. Mừng thì có mừng đó, nhưng mà dường như tôi không có một suy nghĩ là chính bản thân tôi hay để cho tôi được cái điều gì chứ. Tôi nói thật á, lòng tôi thì nó như vậy, không biết tại sao.